hơn 160 thương gì là chó ngoan bác hồ tiêu biểu, đội viên xuất sắc và các anh chị phụ trách đội thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia hành trình Yêu yêu tổ quốc Việt Nam. Hành trình đã đưa các em về những địa danh lịch sử gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng của quân và dân ta, cùng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước mà trước giờ mới nghe đến ở sách sử như khu di tích tưởng niệm Bác Hồ tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, khu di tích vua Quang Trung tại Nghệ An, khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng, khu di tích cầu Hiền Lương, thành cổ Quảng Trị, dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, tham quan thành phố Huế. Những ngày tham gia hành trình đã mang lại những trải nghiệm mới cho các đội viên khi tham quan những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Tổ quốc. Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam là một trong những hoạt động về nguồn do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức không chỉ góp phần giáo dục tình yêu quê hương đất nước, lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, truyền thống vẻ vang của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổ chức Đội Thiếu niên Tiện phong Hồ Chí Minh cho đội viên, mà hành trình còn mang lại cho các em cái nhìn, trải nghiệm thực tế với những kiến thức được học. Điểm nhấn của hành trình là chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi do chính các đội viên thành phố thực hiện, dành tặng cho các bạn thiếu nhi tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Không chỉ có các tiết mục văn nghệ đặc sắc được các em chuẩn bị, hai tủ sách măng non do các đội viên thành phố thực hiện bằng các công trình măng non đã được trao hai liên đội có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Dịp này, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cũng trao học bổng cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Có đến những địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử, các em mới hiểu và cảm nhận hết giá trị của tinh thần dân tộc để được hung đúc khơi gợi lòng yêu nước trong những mầm non tương lai của đất nước. Hành trình không dài nhưng đủ để lại trong lòng mỗi đội viên nhiều cung bậc cảm xúc khi tìm về quê hương cách mạng, thắp sáng lên trong trái tim của mỗi em, ngọn lửa thiên liêng ấm áp về mong muốn được tiếp nối truyền thống cách mạng. Chuyến đi là cơ hội quý để trải nghiệm học hỏi tích lũy kiến thức mà trên hết là lòng tự hào dân tộc trong mỗi đại biểu thương di thành phố mang tên bác. Trong hè năm 2019, hàng ngàn em thiếu nhi trên địa bàn thành phố cũng được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông để giúp các em vững bước mỗi khi ra đường, như hành trình cùng bạn an toàn trên đường tại 25 điểm sinh hoạt hè thuộc 24 quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình do thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với ban an toàn giao thông thành phố và báo khăn quần đỏ tổ chức. Mỗi hành trình được thiết kế với những tiết mục kịch sinh động, vui tươi, theo léo lồng ghép những kiến thức về an toàn giao thông, giúp các bạn thiếu nhi vừa vui chơi vừa có thêm kiến thức hữu ích bàn tổ chức cũng trao tặng xe đạp mũ bảo hiểm cho các học sinh khó khăn tổ chức thi hỏi đáp về luật giao thông đường bộ xây dựng các trò chơi tập thể vui nhộn hấp dẫn phù hợp với từng độ tuổi qua đó trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông để giúp các học sinh vững bước mỗi khi ra đường tham gia giao thông Bên cạnh các hoạt động vui chơi giải trí chăm sóc giáo dục thương nhi thì các hoạt động mang tính rèn luyện kỹ năng sáng tạo, hướng dẫn thương nhi đến tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử của thành phố và đất nước cũng được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng và thu hút đông đảo thương nhi tham gia. Với sự chung tay của toàn xã hội, hoạt động hè năm 2019 giúp các em có những trải nghiệm thật thú vị, vừa học tập vừa vui chơi và tạo không khí phấn khởi để các em bước vào năm học mới hứa hẹn nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.